Bà Trương Thị Kim Huệ, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Nai cũng cho biết, toàn tỉnh sẽ có hơn 500 thí sinh được đặt cách xét tốt nghiệp năm học 2021. Đây là số thí sinh của 52 đơn vị trường học trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện, nhưng chưa dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 1. Trong đó, thí sinh làm đơn đặt cách xét tốt nghiệp đông nhất là học sinh của hai trường Trung học phổ thông Thống Nhất, bao gồm 231 thí sinh, và Trung học phổ thông Kiệm Tân, 118 thí sinh. Cả hai trường đều đóng trên địa bàn huyện Thống Nhất, nguyên nhân do các em trong diện phong tỏa và địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của chính phủ. Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2, sở sẽ tiến hành xét đặt cách tốt nghiệp cho tất cả các thí sinh đã nộp đơn theo quy định. Kết quả đặt cách sẽ được gửi về Bộ Giáo dục Đào tạo để Bộ công bố.